chào xin chào, nông dân xin chào. Kim Xuân xin kính chào quý bà con. Chào nông dân Trương Quang An đến từ Long An. Anh người ta gọi anh là ông vua về Thanh Long. Mà hồi đó giờ Thanh Long á thì nó là chuyên trồng ở những cái vùng đất nóng và khô cằn, thí dụ như Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết. Nhưng mà thời gian gần đây thì là Long An lại là nơi nở rộ về Thanh Long. Duyên sao mà anh trồng Thanh Long vậy? Thanh Long là huyện Châu Thành, Long An là trồng cũng không có sao Bình Thuận. Bây giờ hồi tôi còn nhỏ là nhà ông bà tôi là có trồng rồi. Nhưng mà trồng trên cái cây xanh, cây dông. Tại Bình Thuận ở ngoài cái tỉnh người ta lấy cái thương hiệu đầu tiên là nước ngoài biết tới nhiều. Nhiều khi tôi đi xúc tiến thương mại tôi để hợp tác xã Thanh Long tầm vô Châu Thành, Long An, người ta vẫn hỏi ở Bình Thuận à. Nhưng mà thực tế ở Bình Thuận là trồng cái ruột trắng nhiều, gọi là vua Thanh Long ruột trắng. Còn ruột đỏ là Long An trồng rất nhiều, gọi là vua Thanh Long ruột đỏ. Thì ruột trắng nếu mà đốt đèn á, nó đạt là một công khoảng 3 tấn. Còn ruột đỏ thì khoảng 2 tấn, 2 tấn mấy cũng có. Thế thì cái sản lượng một năm anh thu hoạch là khoảng bao nhiêu ạ? Ở Châu Thành á thì từ 40 tấn cho tới 60 tấn một hectare tùy theo nhà vườn. Rồi có khi nào mình gặp những cái rủi ro khi mình trồng Thanh Long không anh? Cái rủi ro Thanh Long cái lớn nhất bây giờ á là cái bệnh mới á, bệnh đốm trắng đốm nâu á. Chưa có thuốc đặc trị, nhiễm vô bệnh rồi bán nó rất rẻ là lỗ luôn. Thành lập hợp tác xã trồng rồi mua bán, tới giờ đã nổi tiếng thương hiệu được 5 nước công nhận rồi. Mỹ, Nhật, Pháp, Trung Quốc, Singapore. Rồi bây giờ người ta đặt hàng thì mình xuất khẩu ra là gần hết, không đủ hàng. Phan Quốc rồi qua đó mình chưa xuất tới nên nói kiếm cái Thanh Long của hợp tác xã vô rồi không có. Vì mình đâu có đủ bán đâu, cũng không đủ cầu. Các nước nó đặt hàng mình thì mình phải bán bằng cái giá đó chứ. Đã có bao giờ anh xảy ra một cái điều gì anh nản trong cái chuyện là anh trồng Thanh Long không anh? Lúc mới làm xuất khẩu thì cũng có nhiều cái khó khăn mua bán. Nhiều khi mình làm không đúng chuẩn thì nước ngoài nó cũng trừ tiền mình. Nhưng mà mình làm mình phải quyết tâm. Nếu mà làm hợp tác xã là phải có tâm và có tầm nhìn. Mình viên trái Thanh Long nói riêng và các loại trái cây nói chung, nông dân nên tin tưởng hợp tác xã và liên kết lại để đủ sức cạnh tranh. Mình liên kết lại thì mới đủ sản phẩm mình đi xuất khẩu. Khách hàng nó biết cái sản phẩm tiêu biểu của tỉnh mình, cái đặc sản rồi người ta tới người ta đặt hàng thì mới đủ hàng, người ta mới đặt thì mình bán được cái giá cao, cái giá gốc. Mình phải tuyên truyền nông dân mới biết nhiều gì cái hợp tác xã kiểu mới giờ. Cái anh nông dân này không chỉ nghĩ cho cá nhân mình mà anh còn nghĩ là bây giờ chúng ta phải vào một cái hợp tác xã theo kiểu mới bây giờ. Thứ nhất là nó bảo vệ cho mình, thứ hai là nó cũng có cái tư cách pháp nhân để nó giới thiệu mình đối với quốc tế. Đúng rồi. Và nếu như có xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn có người sẽ đề phòng cho mình. Anh có đi học về khoa học kỹ thuật nước ngoài không? Hay là mình mời người về dạy, anh làm cách nào? Mình cũng đi học hỏi nhiều lắm. Xưa tôi cũng được cái ông bà Liên bang Đức dắt qua bên Đức. Thì cái gì mình chưa trải qua thì mình phải đi học. Mà giờ theo công nghệ 4.0 thì hợp tác xã tôi thường thường là đi đầu đi trước. Mình nghe cái gì hay, cái gì mới là mình làm. Long An là có 2.000 hectare Thanh Long trồng công nghệ cao. Thì hợp tác xã cũng đăng ký theo mô hình đó. Ví dụ hồi xưa đốt đèn là phải canh. Giờ là trong điện thoại nó reng là mình bấm mình đốt. Mình nằm ở nhà mình đốt đèn ở ngoài vườn cũng được, mình tưới cũng được. Thì giờ cái công nghệ nó cũng tiên tiến rồi. Mình thì mình vẫn nói là trái Thanh Long là nó có quanh năm. Mình ăn tươi ở nhà thì không nói, nhưng mà thí dụ những cái người làm nhân viên văn phòng họ hay sử dụng những cái loại trái cây sấy, trong đó cũng có cả Thanh Long nữa. Có nhiều loại sấy, sấy khô có, sấy dẻo có, thì giờ cũng có nhiều chỗ làm lắm rồi. Tại huyện Châu Thành cũng có rượu Thanh Long. Hợp tác xã đi xúc tiến thương mại đâu cũng mang theo rượu, cũng có Thanh Long sấy cũng có luôn. Nhưng mà mình liên kết với mấy cái chỗ khác có làm. Mình không có làm bị gì, mình chế biến ra nhiều quá mình bán không được thì không nên. Tất nhiên là một doanh nghiệp như anh, ngoài cái chuyện mình làm để mình lo cho kinh tế, cho công nhân của mình, thì vẫn có những cái công việc thiện nguyện. Thì thường là ở bên hợp tác xã của anh, những cái công tác thiện nguyện đó anh sẽ thực hiện sao ạ? Đúng ra là hợp tác xã là những người nông dân liên kết lại, thì mình phải thông qua các thành viên. Còn cá nhân mình là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi liền thì mình vẫn có cái hỗ trợ riêng của cá nhân. Ví dụ làm đường xá, làm cái gì việc xã hội thì vận động mình thì có tham gia. Nãy giờ thì ngồi nghe anh An nói chuyện về trái Thanh Long, quả tình là cũng không đơn giản ha anh. Từ một cái vùng đất ở Long An mà nổi tiếng về Thanh Long, và bây giờ mình đi xuất khẩu đến rất là nhiều nước. Ngày hôm nay chương trình Nông Dân Xin Chào rất hân hạnh để được nói chuyện với anh nông dân Trương Quang An, hay còn gọi là anh An Thanh Long.